chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho 27 học viên thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa nhà trường và Đại học Edith Cowan Úc, với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm trên cơ sở trang bị những tri thức khoa học có hệ thống sâu rộng và hiện đại. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo liên kết là dạy tại Việt Nam gồm hai giai đoạn do các giảng viên Đại học Mở và Đại học Edith Cowan cùng giảng dạy và cấp bằng tốt nghiệp. Được đánh giá cao về chất lượng giảng viên, kiến thức cập nhật mới mẻ, chương trình đã góp phần rất lớn đối với việc cung cấp nguồn nhân lực giảng dạy tiếng Anh cho xã hội Việt Nam, đặc biệt là cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.